mà lấy về chú nói giỡn á. Nhà chú của mình, con trai của mình, chú là con trai luôn, cháu nội của mình tài cháu nội luôn, cho nên rằng chú mới nói với con dâu chú là rồi thôi giờ nếu con được con đẻ đi, đẻ đứa bố bố cho căn nhà, à mỗi đứa nội tôi cho căn nhà, chứ không nó đẻ được rồi nội ơi. Ôi đẻ đẻ bốn đứa lúc bốn đứa rồi đẻ nữa lên, trời ơi gặp con mà con dâu đẻ thì nào hết trứng thì thôi. Biết trở lại với gia đình của mình, cha chồng với nàng dâu. À, cái lần đầu tiên mà chú gặp con dâu này đó thì chú có ấn tượng gì với cô con gái không? Trai chú dắt dâu về thì chú thấy cũng được, trình độ học vấn rồi tướng mạo tới ăn nói là chơi ok thì chú chấp nhận làm dâu ngay. Lúc mới về đó em nhìn thấy cha chồng em có sợ không? Rồi, này hay lắm để em kể. Hôm đó em nhớ là chiều 30 Tết. Thực ra là vừa mới quen ở đâu đó là rằm đổ ra thôi, cho nên là Tết thì em không có qua biếu quà. Nhưng mà tới sáng 30 Tết thì anh Tài anh mang phần quà qua cho gia đình em. Xong cái em thấy thôi cũng kỳ, xong rồi em mới chuẩn bị phần quà lại để em gửi cho bên bên nhà anh Tài. Thì lúc em tới á, có một cái anh bạn thân của anh Tài tên là anh Trung cũng mang quà qua để biếu cho hai bác. Thì ba em mới nói quà gì biếu 30 Tết, ai mà biếu quà 30 Tết tao chửi. Thì lúc đó rất là rung, em mới đứng ngoài sân mà em nghe ba em nói 30 Tết mày đi biếu quà hết ngày đó. Em nghe vậy em sợ quá, em treo quà trong xe luôn, em không đưa ra, coi như qua chơi thôi. Sau này em mới biết được rằng là ba em thích nói giỡn, thích nói chơi, với lại cái anh này thì rất là thân với gia đình, thì cái chuyện này chắc là ba em cũng không biết, bây giờ em mới kể. Có cái giờ nào mà Tài phải khó xử giữa ba mình với lại vợ mình không? Thật sự là hai người này trời sinh một cặp. Hai người này thân nhau lắm, hai người này nói chuyện rồi tâm sự rồi rù rì rú rí còn nhiều hơn với mình nữa, nên là vấn đề mâu thuẫn nào giữa hai người này hết. Đôi khi là mình mà có mâu thuẫn với ba mình mà chính vợ mình mới là người giúp cho mình để gỡ bỏ cái mâu thuẫn đó. À, rất là hay luôn. Vậy thì chú ơi, con dâu có hay nấu đồ ăn cho chú ăn không? Cái bản này là tệ lắm Linh nè. Bố chồng dân dâu là hạp cái bánh nè, nói chuyện là ví dụ nói chuyện đời, nói chuyện xã hội, nói chuyện đi thì nó hợp, còn cái ăn thì không có, bèo lắm. Nói chung chiều chỉnh cái chuyện được. Nó giỡn chứ, vì nhà xin lỗi Linh cũng thương đó có điều kiện, hồi đó giờ cũng có người giúp việc, nó vui thôi, thỉnh thoảng cũng xuống phụ với mẹ chồng hay là nó cũng làm ít nhưng mà cũng làm được, không đến nỗi gì. Chú có nhớ món gì mà chú ăn từ con dâu chú nấu không? À bữa mới làm đó, bữa mới ăn đó, cách đây hai bữa đó. Cơm chiên rồi sao á? Cơm chiên làm sao à? À như vậy chứ có chưa. Mà lấy về chú nói giỡn á, nhà chú của mình, con trai của mình, chú là con trai luôn, cháu nội của mình tài cháu nội luôn, cho nên rằng chú mới nói với con dâu chú là rồi thôi giờ nếu con được con đẻ đi, đẻ đứa bố cho căn nhà, à mỗi đứa nội tôi cho căn nhà, chứ không nó đẻ được rồi nội ơi. Ủa đẻ bốn đứa lúc bốn đứa rồi đẻ nữa lên, trời ơi gặp con mà con dâu đẻ thì nào hết trứng thì thôi. Thực ra lúc mà em mới về nhà ba mẹ em á, em nhìn em cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình, thì em tự biết nhiệm vụ của mình là gì, và bản thân em cũng rất là thích nhiều con, nói chung là nhiều ý nó hợp lại. Tụi em cưới nhau năm 2011, thì đúng một năm sau là em sinh bé đầu lòng. Xong rồi sau đó em nghĩ là bây giờ mình khỏe, mình chưa tới 30 tuổi, mình sanh nhiều đi để có gì mình phục hồi sức khỏe nó nhanh. Cho nên em sanh năm 1 luôn, coi như là một đứa 2012, đứa 2013, một đứa 2015. Mà đứa 2015 là đầu là tháng 1 2015 á nha. Xong rồi sau đó thấy bây giờ mấy đứa nó lớn hết rồi, nhà cũng hơi vắng vắng, cái em mới nói với ông xã hay là sanh thêm. Nhưng mà nếu mà sanh thêm đứa thứ tư nữa thì nó sẽ thành đứa con một thứ tư, nó sẽ thuộc một cái nhóm sâu rồi, cho nên nếu mà sanh đứa thứ tư thì phải sanh thêm đứa thứ năm nữa. Đó là lý do có năm. Còn chuyện mà ông nói là sinh một đứa cho một căn nhà thì thôi, đó là chuyện ông nói, còn mình đâu biết được đâu là như nào. Chưa có hả? Thời buổi này không thể nào cho một đứa một căn, phải một đứa hai căn để một căn ở, một căn cho thuê. Đó là đề xuất của em. Đòi hỏi quá. Tụi em có một cái sở thích là có đông con, và cũng là để một phần nào đó cho cha mẹ cảm thấy là vui vẻ, xung vầy. Chú nhớ hết tình họ tên đứa cháu của mình không chú? Rất là dễ nhớ, tại ra lấy tên của chú đẻ đặt không à. Tên gọi chú là tên Nam, mà trong giấy tờ chú là Trần Hữu Anh. Thì đứa con gái đầu đặt là Trần Hữu Nam Phương, là tên lấy tên ngoài, nó ráp chữ Phương vô. Còn cái thằng kế là sanh thì trúng 29.
sẽ đặt Trần Hữu Quốc Khánh, còn đứa thứ ba Trần Hữu Hỷ An, còn thằng thứ tư Trần Hữu Anh Khôi. Lấy nguyên tên của chú đặt thêm chữ Khôi vô. Rồi hơi ráng Tết này để đặt Trần Hữu Anh Tết. Nhưng thật ra thì nếu mà đông bé quá đó, có đôi khi là nó cũng mâu thuẫn từ cái thành viên gia đình về cái chuyện chăm sóc con cái đó. Em gái với lại cha chồng của mình có cái mâu thuẫn gì trong cái cách chăm cháu trong con không em? Mâu thuẫn phần này thì có chút chút ạ. Ví dụ như là do quan điểm khác nhau đi, ba em thì xề xòa lắm, còn em thì là cầu toàn mà kỹ tính. Ví dụ như khi mà mấy bé ăn uống đi, em không có thích cho nó ăn đồ ngọt quá nhiều. Ví dụ như không ăn kem, không uống nước ngọt, không uống sữa, không ăn da ua. Cũng có nhưng mà nó sẽ chỉ là chút chút thôi. Nhưng mà ba chồng em thì chiều cháu vậy đó, thích thì cho ăn thôi. Em mới nhắc ông bà mà mấy bé có đánh nhau á, thì quan điểm của tụi em là cần phải giải thích từ đầu cái lý do. Là vì cơ bản là con nít nào nó cũng sẽ đánh nhau hết. Mình phân xử cho đứa này thì đứa kia nó khóc lớn lên, xong mình lại phân xử cho đứa kia hơn thì cái đứa còn lại nó lại khóc lớn lên. Cho nên là thà cứ để nó tiếp diễn cái đó, xong rồi mình chỉ đứng từ xa mình quan sát thôi, và mình sẽ can thiệp khi mà mình thấy nó nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Chứ nếu không thì mình sẽ cả ngày làm trọng tài cho nó. Nhưng mà ông bà thì mong muốn là mình phải can thiệp, mình phải giải quyết. Tại vì sốt sắng mà, sợ các bé bị đau. Thì đó là những cái nhỏ trong gia đình. Nhưng mà ông ba mẹ tụi em và tụi em thì rất là đồng lòng với nhau. Nếu mà có vấn đề gì liên quan đến việc dạy con, dạy cháu thì gọi là có những buổi họp gia đình để hai bên nói lên cái quan điểm của nhau và tìm ra cái phương án tốt nhất. Thường ở trước mặt các bé thì không có chống đánh xuôi kèm thổi ngược. Việc đó đang được giải quyết xử lý bởi một người thì tất cả những người khác sẽ đồng thuận. Tránh là đưa ra những ý kiến khác, vì con nít thì nó sẽ đánh hơi rất là nhanh. Cũng rất là cảm ơn ba mẹ chồng em luôn luôn là cởi mở và lắng nghe tụi em. Cái này cũng là một điều hay. Tức là ai đứng ra xử lý thì cứ theo người đó đi, rồi sau đó mình ngồi họp lại với nhau. Chứ lúc người xử lý rồi người này chen vô rồi tùm lum là nó rối đi. Những cái mâu thuẫn nó xuất phát từ đó. Có bao giờ mà con dâu mình đánh cháu nội mình xót, mình đau lòng không chú? À cũng có luôn chứ. Nói chung phải dâu mà tài luôn, tài luôn. Thì nó nóng hay là nó thấy con nó làm sai gì đó đánh thì mình cháu nội mình thấy mình cũng xót lắm rồi la nó. Hay là mình đang ăn cái bánh chẳng hạn, mình cảm thấy không ngọt không đánh. Nhưng mà vợ chồng nó thì cẩn thận hơn. Thì nó nói ba đừng cho ăn cái này, em cháu nó còn nhỏ đừng ăn bánh này ngọt lắm này kia. Hay là bà nội nó cho uống lon coca chẳng hạn, vậy lâu lâu cháu nó thèm. Thì ba mẹ nó cũng đồng ý. Thì nói chung cũng xung đột những cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Có bao giờ chú kêu con dâu mình lại chú nói đừng có đánh con, la con trước mặt ba nó là gì không chú? Không, nói chung là lên lớp á là chú không có. Chú nói liền tại chỗ chứ không có kêu lại lên lớp nên là không có. Thú thật thì cái việc hai cái thế hệ khác nhau về quan điểm nuôi dạy con á thì nó không tránh khỏi được. Bản thân hai vợ chồng tài thì cũng là học MBA ở nước ngoài, theo cái phong cách dạy nó hiện đại hơn. Còn ông bà thì vẫn theo cái quan điểm và cái tư duy của những người dạy kiểu cũ. Ông bà dạy mình như thế nào thì ông bà cũng dạy cháu nó như thế đấy. Sau khi đứa đầu tiên của mình được 1 tuổi và có đứa thứ hai thì hai vợ chồng mình cũng quyết định là xin phép ông bà là cho đi ra ở riêng để có một cái sự tự lập hơn. Thật sự thì đang ở riêng đấy. Thì bắt đầu dịch thì với lại các bé cũng nghỉ hè thì mình mới quyết định là đem các bé về ở với ông bà nội, là ở chung với ông bà trong 3 tháng, 4 tháng vừa rồi. Thì nó cũng có rất là nhiều cái hay, cũng có nhiều cái nó cũng mâu thuẫn. Thực ra cho tới thời điểm này là hơn 10 năm em được về làm dâu của ba mẹ. Thì với ba em á, em biết ơn ba em rất là nhiều. Thực ra là trong gia đình em á, thì cả ba chồng và mẹ chồng em đều rất là yêu thương con và cháu, và là những người rất là hiện đại, rất là mở lòng và thường xuyên chia sẻ với con cháu. Cho nên là cũng không có xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ba với em thì có một cái sự hiểu nhau rất là nhiều. Em cảm nhận được ở ông á, là một cái sự chăm sóc cho gia đình một cách thầm lặng. Ba em để ý các cháu từng chút một. Ông có những cái niềm vui chăm các cháu, có thể dành cả mấy tiếng đồng hồ đạp xe đạp ngoài sân chơi với các cháu. Trước dịch thì tụi em ở riêng, ông lấy xe ông qua ông chở cháu đi, hoặc là những lần đi du lịch đi chơi xa thì ông chăm sóc từng ly từng tí từng món ăn. Mặc dù có những cái nó không, tại vì ông không có giỏi bếp núc, có những cái nó thừa, có những cái nó thiếu, hoặc là nó có vài cái nó hơi lộn xộn một chút xíu. Nhưng mà cái em nhìn thấy được ở ông đó là một cái sự yêu thương, quan tâm cho con và cháu. Thì trong cái cảm xúc này em muốn nói gì với ba em luôn không?
con biết là ba cũng có nhiều điều ba buồn, tụi con cũng chưa có được như ba mẹ mong muốn, nhưng mà con biết được rằng là con luôn học hỏi ở ba mẹ, và con biết được rằng là ba mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho tụi con. Chưa bao giờ em nói được là cảm ơn với ba em hết, và đó cũng là cái lỗi của em, và con muốn nói là con cảm ơn ba rất là nhiều. Rất là cảm động ha. Hồi đó giờ chú bao giờ thấy con dâu mình xúc động nghẹn ngào như vậy cũng rơi nước mắt chưa? Trên 10 năm làm dâu giờ là hôm nay là nó cũng nói cởi mở cái lòng ra. Thì thật ra thì chú cũng đơn giản thôi, cũng thương con thương cháu thôi, vì chú có một mình tài là con thôi. Đương nhiên tình thương phải dồn vô tài và dồn vô bốn đứa cháu nội. Và trong đó đương nhiên là cũng có cái cháu nội phải thương dâu. Đánh chú là người Nam mà ở Sài Gòn hồi nhỏ giờ, cho nên là cũng không có sâu sắc giống người Bắc được, không như người Trung, người Huế được. Cho nên chú xin lỗi nó từ giờ dân gian là lớt á. Nói là vậy á, nhưng mà thương trong bụng vậy đó. Cũng quan tâm để ý chừng chút một chút cho tụi nó thôi, chứ còn không có nói ra được. Anh dâu hôm nay lần đầu tiên thì nó cũng không có cảm xúc gì, chờ chú cũng vui lòng. Hôm nay thì Tài cũng có nói gì với chương trình, có muốn nói gì với ba với vợ không? Tài có một cái câu hài, nhưng mà đây là sự thật. Đó là sau lưng một người đàn ông làm từ thiện là một người phụ nữ hoàn thiện. Các bạn cũng biết là để nuôi, để chăm sóc một đứa trẻ nó rất là cực. Và ai có hai đứa thì nó cũng cực hơn. Và nó có ba đứa và bốn đứa thì nó còn cực nữa. Huống hồ chi bà xã mình thì đang có đứa 7 tháng tuổi và đang vẫn cho bú sữa mẹ hoàn toàn trực tiếp. Nên cái việc mà bé nó đeo, bé nó réo rồi phải cho nó bú liên tục cách 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Phải chăm luôn ba cái đứa lớn nữa, nó đánh nhau, nó phá, nó quấy. Rồi ở nhà Vi vẫn là một giám đốc điều hành của công ty Kevin Love của mình nữa. Nên cái việc áp lực gánh nặng lên rất là nhiều. Rồi còn phải phụ nấu ăn nữa chứ không thôi ba chồng nó không biết nấu. Đó thì cũng bị áp lực. Đó thì mình cũng rất là cảm ơn vợ. Trong lúc anh đi làm từ thiện thì em ở nhà em chăm sóc, em sắp xếp tất cả mọi việc đâu vào đó để anh có cái sự tự tin, để anh có thoải mái đi ngoài đường và giúp cho xã hội an cư thì mới lạc nghiệp được, đúng không ạ? Thì nếu mà nhà mình chưa ổn thì mình đâu có đi giúp được ai. Thứ hai là cũng cảm ơn ba mình đồng ý là ông la lâu lâu, ông rầy, ông nói lớn tiếng này nọ, nhưng biết trong cái việc thâm tâm tại sao ông la mình, tại sao ông cản mình, tại sao ông cấm mình đi, thì đó cũng xuất phát từ cái tình yêu thương thôi. Thương con mình thì mới cản, mới sợ con mình bị bệnh, mới sợ con mình cực khổ. Đó thì cũng rất là biết ơn ba mẹ. Cho nên em xin có ý kiến. Cảm ơn anh đã dành cái mỹ từ cho em là người phụ nữ hoàn thiện. Thực ra em cũng không có dám nhận cái điều này, mà em xin chuyển cái lời này cho một người khác mà không có trong chương trình ngày hôm nay. Đó là mẹ chồng của em. Ở gia đình hôm nay bốn người, nhưng còn thiếu một mảnh ghép rất là quan trọng, đó là mẹ chồng. Tất cả những việc trong gia đình, giống như hồi nãy ba em có nói là em nấu ăn không có ngon, thì bởi vì mẹ em là người quán xuyến hết tất cả việc bếp núc, vừa lo chuyện ăn uống, từ đó ăn uống nó chiếm hết 50% thời gian và cái sự quan trọng trong cái việc sinh hoạt hàng ngày bây giờ rồi. Và mẹ em cũng là một hậu phương để coi sóc các cháu phụ em, chứ một mình em thì em cũng không thể nào làm hết được những việc đó. Và mẹ em cũng là một người rất là bao dung và hiểu cho em, mặc dù đôi lúc thì mẹ em cũng hay nhằn là sao mà làm việc máy tính hoài, không biết cái gì mà làm hoài, phải có thời gian, phải cân bằng, vân vân. Em biết được rằng là chỉ có tình thương thì mẹ mới nhắc nhở em như vậy thôi. Thực sự mẹ là một người đã hỗ trợ gia đình mình rất là nhiều, và nếu như không có ba mẹ thì mùa dịch này vợ chồng mình sẽ còn vất vả hơn nữa. Nhờ có ba mẹ mà tới thời điểm này mà gia đình mình mới được đầy đủ và vui vẻ như bây giờ. Rất là tuyệt vời với tình cảm của ông dâu. Chú cũng nói gì với con dâu và con trai của mình không? Chú cũng nhắn nhủ là Tài xin gia đình để đi làm từ thiện. Chú cũng phản đối, vì đến hôm nay thì chú cũng có nghĩ lại rằng là nó làm thì thứ nhất là giúp cho những người mà đang chống dịch, đó là nó thực tế hiện tại. Còn nói về lâu dài thì trước mắt nữa bốn đứa con và có thể khả năng có nữa, nói chung là đó là một cái việc làm phước, để là cái phước cho những cháu nội của chú, thì trong bụng chú cũng vui thôi chứ không có gì hết. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình nha.